Xin chào bạn, tôi là Hạnh đến từ Hyundai Kiên Giang. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc Hyundai Tucson 2019. Vâng, bên cạnh tôi đây là chiếc Hyundai Tucson bản xăng full 2019 với thiết kế dạng facelift. Không như mong đợi của rất nhiều anh em, phiên bản Tucson 2019 sẽ bứt phá hoàn toàn và táo bạo hơn. Khi mà cái cảm giác đầu tiên mà Hạnh đứng tiếp xúc với Tucson thì cái bản Tucson facelift 2019 nó không khác biệt quá nhiều các bạn ạ. Nhưng nói không khác biệt thì thật sự là hơi bị kiệm lời đấy. Nó cũng có nhiều sự khác biệt. Đó là phần đầu các bạn có thể thấy lưới tản nhiệt hình lục giác nhưng mà được dạng thiết kế là cách cái đinh riêu dưới các nan tổ ong cỡ vừa chứ không được như cỡ lớn như Santa Fe các bạn ạ. Nói chung là cũng khá đẹp, khá bắt mắt. Một điểm thu hút mới của Tucson 2019 mà theo tôi đánh giá đó là cụm đèn. Cái con mắt của đèn khá là hay đấy các bạn. Các bạn thấy ha, một dãy led ban ngày nó ăn ha, nó rất là có góc cạnh các bạn ạ. Bên cạnh đó là dãy đèn full led luôn, 1, 2, 3, 4, 5 năm bóng các bạn ạ, năm bóng bi led nha các bạn, full led luôn, hoàn toàn rất là đẹp. Về cái cụm đèn các bạn có thể thấy đây ha, giống như một cái con mắt diều hâu đi các bạn, rất là sắc bén và sắc nhọn luôn ấy. Nói chung là tôi đánh giá cao về cái phần thiết kế cái cụm đầu của Hyundai Tucson mới này, nó cho tôi một cái cảm giác rất là thu hút và rất là sang trọng. Dưới đây là cụm đèn, nó không có rửa đèn các bạn ạ. Không biết cái bản turbo nó có hay không, nhưng mà các bạn hiện nay là bản xăng full nó không có rửa đèn nha. Hy vọng cái hôm nào đó thì khi mà có cái phiên bản turbo thì tôi sẽ coi đánh giá đây nó còn có rửa đèn hay không hay là đã bị cắt rồi. Mặt trước thì bản xăng full này nó vẫn không có cảm biến trước nha các bạn. Đèn sương mù thì dạng bóng halogen thôi, không phải là dạng led nha. Cái này không phải cái hốc gió này cũng không biết làm gì luôn, nó như là nhựa thôi. Đây lưới tản nhiệt đây. Nói chung là lưới tản nhiệt này với cái kích thước như thế này thì nó cũng hầu như là nó cũng na ná các bạn trước các bạn ạ. Nhưng mà về dạng thiết kế thì nó có thay đổi một tí. Về mặt trước thì có Hyundai Tucson 2019 thì nó chỉ có cái cụm đèn thì tôi thấy có sự đắt giá và nó có sự khác biệt thôi các bạn. Nói chung tôi chỉ ưng cái cụm đèn trước thôi, đẹp ấy, khá là đẹp ấy. Rồi về cái mâm đa chấu luôn các bạn ạ. Mâm đa chấu luôn, đẹp ấy. Cái này bản xăng full nha, mâm hình như là mâm 17 thì phải, mâm 18 các bạn ạ. Mâm 18 xăng full sở hữu mâm 18 225 R18. Rồi đây là mặt sau của Tucson 2019 các bạn. Tôi cũng không đánh giá quá cao về sự thay đổi mới này, nó cũng ở mức độ vừa thôi các bạn, nó không bứt phá hoàn toàn như cái phiên bản Elantra 2019. Cụm đầu và đuôi của Elantra thì hầu như nó thiết kế táo bạo hơn. Hiện nay cái cụm đuôi của Tucson 2019 thì nó cũng không có sự khác biệt quá. Cụm dãy đèn hậu ôm từ thân xe chạy đến đuôi xe dạng led, nói chung là cũng khá bắt mắt. Cụm này khá lớn, khá to nha các bạn. Rồi đây cảm biến lùi, camera lùi hồng ngoại, bô thì đã kín rồi các bạn ạ. Đây về cấp sau, cấp sau mở điện, chúng ta sẽ mở cấp sau nha. Cấp mở điện đóng bằng điện luôn, nó có chống kẹt luôn nha các bạn. Về tổng thể thì cấp sau phiên bản 2019 thì nó cũng không sự thay đổi bứt phá gì các bạn ạ, nó cũng bằng so với phiên bản trước. Nói chung là về cái khoảng cốp sau của Tucson thì bản trước và bản 2019 nó đều tương tự nha các bạn. Khá là rộng để đồ khá là nhiều. Rất là thuận tiện cho các gia đình mình đi chơi xa với một chiếc 5 chỗ rầm cao như thế này. Thì cốp nó cũng đóng điện và nó chống kẹt nha các bạn. Nói chung là nó khá nhẹ nhàng, khá là hay. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá cái nội thất bên trong của Hyundai Tucson 2019 nha các bạn. Rồi chào các bạn, tôi đang ở trong cái buồng lái của Hyundai Tucson 2019 thì ghế lái chỉnh điện 10 hướng.
Nói chung mà đã lên Túc Sơn thì nó chỉ có tiện nghi thôi các bạn ạ. Cái điểm đầu tiên mà tôi cũng mong muốn để giới thiệu cho các bạn đó là cái điểm khác biệt đầu tiên mà tôi nhận thấy được ở Hyundai Túc Sơn, đó là cái màn hình chính thiết kế lồi. Như Kona, như Santa Fe đều thiết kế lồi hết rồi. Nói chung dòm về trực diện đầu tiên á, thì tôi thấy là nó khá là bắt mắt ấy. Thay vì màn hình nó nằm chìm giống như lúc trước thì bây giờ cái màn hình lồi như thế này tôi khá là ưng nha các bạn. Nó phải mà nó thụt lồi nữa thì khá là hay, khá là hấp dẫn ấy. Nhưng mà đối với Tucson 2019 nó sở hữu màn hình như thế này thì khá là ok rồi, khá là hay. Và màn hình giờ thấy mướt quá các bạn. Nói chung là tôi khá là ưng nha, các nút bấm đâu này kia đâu, một chạm này kia, nói chung là màn hình này là tôi ưng đầu tiên rồi đấy. Rồi bây giờ mình điều chỉnh cái tầm cho mình nó phù hợp nha các bạn. Vô lăng vẫn lại gạt gù ha. Đây là ghế tài thì hầu như là nó đầy đủ hết. Đây có mở cốp, rồi tắt cân bằng điện tử, chỉnh độ sáng. Màn hình táp lô thì vẫn như trước, vẫn là đồng hồ cơ, nó không có thay đổi về. Phải như nó có một sự đột phá như Santa Fe các bạn ha. Màn hình mà cái màn táp lô nó là một dạng LED thì nó khá là hay, khá là ấn tượng nữa. Vẫn là màn hình cơ thôi. Về vô lăng được bọc da, nó cũng có đầy đủ các tiện nghi như nghe rọi, rồi setting, rồi có trang bị cruise control luôn các bạn. Nói chung là khá đầy đủ. Rồi ok, chúng ta sẽ khám phá thêm nó có gì nào. Trên đây nó được giải da, giải da nha các bạn. Cái này đều là giải da. Wow. Nội thất nó giải da khá là hài hòa nha các bạn. Cái này là mũ. Wow, nhựa cứng luôn ạ, nhựa cứng. Màn hình cảm ứng đa phương tiện. Nó giống như các màn hình khác nhưng mà được cái là nó thiết kế lồi sang trọng. Dàn điều hòa thì hai vùng độc lập. Nói chung mà bước lên một chiếc xe nào mà sử dụng hai dàn độc lập tôi ưng rồi các bạn ạ. Khá là mát khi mà bước lên, các bạn khởi động một chạm ngay là nó tự động điều hòa điều chỉnh lại cho các bạn, khá là mát, khá là nói chung là tôi ưng cái tiện nghi như thế này. Tiếp theo ở dưới đây thì nó có các nút như sưởi kính, sấy kính, lấy gió. Rồi hình như đây một tính năng mới các bạn ạ. Sạc không dây trên Tucson 2019. Ê, sạc không dây chữ QI, nó tương tự như dòng Santa Fe đấy. Santa Fe bản đặc biệt là có rồi. Đây nó có báo, đúng rồi, sạc không dây đấy các bạn. Rồi các cổng sạc đầy đủ hết nha. Rồi phanh tay điện tử, trang bị phanh tay điện tử. Rồi remote 3 chế độ lái, Compost, Eco và Sport. Nó không được như 4 chế độ lái như Elantra thì vừa rồi nó trang bị 4 chế độ lái nha các bạn. Auto horn, rồi hỗ trợ đổ đèo. Rồi nói chung là về không gian nội thất Tucson thì nó không có sự thay đổi gì các bạn ạ. Nói chung là nó không có sự đột phá quá lớn. Nó cụm là cũng vẫn đèn hậu đây, chống chói, rồi cụm đèn giặt mưa tự động, cửa sổ trời panorama, cửa sổ trời toàn cảnh. Về nội thất thì nó da màu vàng kem. Wow. Không có sự bứt phá gì mới trên Tucson 2019 ngoài cái màn hình. Hầu như là nó giữ lại nguyên mẫu hết các bạn ạ. Nó chỉ có một số thay đổi thiết kế thôi. Thiết kế phay lip mà thì nó không phải là new. Về hiện nay mức giá mà Tucson 2019 theo tôi được nắm thì nó tầm khoảng 799 triệu đến 940. Thì với thị trường Việt Nam thì cái mức giá như thế này về một chiếc 5 chỗ gầm cao thì nói là chấp nhận được. Vẫn chấp nhận được các bạn ạ. Khá là rộng rãi, nói chung là đi gia đình, đi chơi xa và muốn sở hữu một chiếc gầm cao tầm giá như thế này thì vẫn chấp nhận được. Với một số thay đổi thiết kế thì Tucson đang muốn lột xác theo các đàn anh như Santa Fe. Nhưng mà để tôi hài lòng hơn nữa thì Tucson phải thay đổi mạnh hơn nữa. Vâng, hy vọng Tucson sẽ thay đổi mới và có điểm nhấn mới hơn để anh em chúng ta sở hữu và được trải nghiệm một cách trọn vẹn hơn. Hy vọng sẽ được đánh giá nhiều clip hơn và cũng như đánh giá chi tiết hơn những cái dòng xe mà các bạn quan tâm. Các bạn có thể quan tâm dòng xe nào đấy hoặc có thắc mắc gì đấy về Tucson 2019 hoặc các dòng xe Hyundai thì các bạn comment dưới. Hãy like và subscribe cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn các bạn.